Hello anh em update phiên bản Việt Hòa đấu trùng chân lý mới thôi nhỉ. Bản này là bản mới nhất nha và tất nhiên có cả chế độ mới cho anh em trải nghiệm luôn. Chế độ này vào trận sẽ được một tướng 5 vàng 1 sao hoặc 4 vàng 1 sao ngẫu nhiên chơi cực vui luôn nha. Tôi mang đến bản Việt Hòa sớm nhất cho anh em mà không like cờ nhíp đăng ký kênh cho tôi thì hơi buồn. Bản cập nhật này thì có đủ Android và iOS nhé, lên anh em chơi thoải mái luôn ha. Anh em xem xong nhớ để lại một like cho tôi có động lực update phiên bản mới sớm nhất nha. Được con Aji đầu game phải chi có con gỗ xưa thì ngon biết mấy.